Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 18 tháng 12 năm 2021 đây. Hiện tại là bên cơ sở là vừa bàn giao gia đình nhà bác Trúc tại xã Hùng Việt, Cẩm Khê, Phú Thọ đây. Một bộ sập ngồi. Đấy, bộ sập ngồi. Gỗ gỗ đục Ngũ Phúc. Đấy. Hôm trước là gia đình bác là đã mua một chiếc ở bên phía ngôi nhà của bác rồi. Hôm nay bác lại mua thêm một chiếc nữa. Đây là nhà này của anh Trinh. À, nhà của anh chị bác. Dạ, của anh Trinh. À, nhà anh Trinh. Đó. Nhà anh Trinh. Đấy thì đây trước mắt quý khách hàng là tổng thể không gian phòng thờ nhà bác đây. Đấy, như sập ngồi chúng tôi vừa bàn giao đây. Đấy, rất là đẹp, mọi người tham khảo nhé. Đấy, bác Trúc mua rất là nhiều sản phẩm bên xưởng rồi. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục quay lại một video clip làm kỷ niệm với bác và gia đình. Đấy, hôm trước là bác cũng đã vào trực tiếp cơ sở xem mộc, ký tên mộc rồi. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện và bàn giao. Đây, tổng thể bác Trúc ơi. Thì một lần nữa thì con cháu bàn giao thì lại xin bác ý kiến là chiếc sập ngày hôm nay thì như thế nào bác nhỉ? Em có thấy không? Nói chung là báo cáo với anh như thế này. Chúng tôi nói chung là cũng đi tham khảo. Từ như vậy là về tận dưới Thạch Thất. Vâng. Rồi đến sang Tề Lỗ, Vĩnh Phúc. Vâng. Rồi về đến Việt Trì. Nhưng cũng không có đâu có thể là kỹ thuật và mỹ thuật như chỗ vợ chồng anh Tùng đó. Vâng, vâng. Nên chúng tôi đã tin tưởng vợ chồng anh Tùng để đặt anh ấy một đôi sập, một cái là tôi sử dụng bên nhà và cái này để sử dụng cho các cháu. Vâng. Thế thì trước hết là xin cảm ơn vợ chồng anh Tùng và cảm ơn toàn thể anh em cái lực lượng như vậy là đã làm cái đồ gỗ cho gia đình chúng tôi. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Xin cảm ơn. Cháu cảm ơn bác nhé. Vâng, vâng. Ok. Mọi người nhé, đấy, mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đấy, cơ sở có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ đây. Đấy, website đồ gỗ Tùng Tám .com. Ok. Cảm ơn bác Trúc và gia đình đã ủng hộ sản phẩm. Chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe nhé.